hàng trăm nữ sinh học viện điện ảnh Bắc Kinh tố bị thầy giáo cưỡng hiếp. Nhiều nữ sinh học viện điện ảnh Bắc Kinh lên tiếng tố cáo hành vi quấy rối, xâm phạm tình dục, cưỡng hiếp của Triệu Huyền Vi và Đỗ Anh Chiết. Ngày 21 tháng 9, Sohu đưa tin hàng trăm sinh viên học viện điện ảnh Bắc Kinh đồng loạt lên tiếng về hành vi quấy rối tình dục của Triệu Huyền Vi và Đỗ Anh Chiết. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hashtag 20 bức ảnh đạo diễn Triệu Huyền Vi. Thông qua hashtag này, những nạn nhân từng bị Triệu Huyền Vi cưỡng hiếp muốn tố cáo hành vi phạm tội của anh. Triệu Huyền Vi là sinh viên chuyên ngành đạo diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Đây không phải là lần đầu tiên anh vướng vào bê bối cưỡng hiếp. Trước đó, anh từng có hành vi đồi bại với nhiều cô gái trẻ khác. Những nạn nhân từng bị Trần Huyền Vi cưỡng hiếp cho biết, anh thường xuyên lợi dụng công việc làm phim, dụ dỗ các cô gái cung cấp ảnh nhạy cảm để đổi lấy cơ hội diễn xuất, hoặc dùng vũ lực ép buộc họ mặc trang phục gợi cảm để quay clip nóng. Các nạn nhân kể lại, trong quá trình làm việc họ chỉ được mặc trang phục hở hang do Triệu Huyền Vi cung cấp, thậm chí nhiều nữ sinh phải khỏa thân. Nhân cơ hội này, anh sàm sỡ, đụng chạm vào vùng nhạy cảm của các nữ sinh. Ngoài Triệu Huyền Vi, giám đốc trường đào tạo nghệ thuật ảnh lộ Trạm Đài, Đỗ Anh Chiết cũng vướng vào bê bối cưỡng hiếp sinh viên. Thì Tử Di, nạn nhân trong vụ cưỡng hiếp, cho biết Đỗ Anh Chiết từng thừa nhận, với cô đã quấy rối tình dục hàng trăm cô gái suốt 15 năm vì là bố già của ngành điện ảnh. Thi Tử Di lên án hành động vô đạo đức của Đỗ Anh Chiết với các nữ sinh, với tư cách là một thầy giáo, bê bối này vô cùng nghiêm trọng. Cô cho biết số lượng nạn nhân bị Đỗ Anh Chiết cưỡng hiếp không thể đếm xuể, chủ yếu là những cô gái trẻ. Trước những cáo buộc của Thi Tử Di, Đỗ Anh Chiết có thái độ thách thức, phương pháp giảng dạy của tôi sẽ gây ra nhiều tranh cãi, nhưng nó rất hiệu quả. Nếu không có cách dạy của tôi, các thí sinh ngây thơ không thể nào cạnh tranh để vào được trường nghệ thuật. Tôi không ngại việc bị thanh tra, chỉ sợ Thi Tử Di không dám báo cảnh sát. Hiện tại đã có hơn 20 nạn nhân đứng ra tố cáo hành vi suy đồi đạo đức của Đỗ Anh Chiết, trong đó có cả giáo viên. Trước sự việc gây rúng động ngành nghệ thuật Trung Quốc, những ngày qua, hiện công an đã thành lập tổ điều tra vụ bê bối của Triệu Huyền Vi. Đối với giám đốc trường đào tạo nghệ thuật ảnh Đỗ Anh Chiết, công an sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục để có phương án xử lý. Triệu Huyền Vi, sinh viên ngành đạo diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Anh từng giành giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế dành cho sinh viên đại học với tác phẩm Bỏ Dại. Đỗ Anh Chiết sinh năm 1982, là thạc sĩ khoa văn học Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Anh từng là biên kịch của bộ phim Cuộc phiêu lưu của cá chép nhỏ. Năm 2007, Đỗ Anh Chiết thành lập cơ sở luyện thi nghệ thuật ảnh lộ Trạm Đài.